Xin chào các bác nha. Người dân đang ở nhà các bác. Là cộng ngó mẹ con bà gái đi đâu. Cầm tải sao? Chào mẹ con của chị. Đi đâu này? Rủ chú đi mua gà. Rủ đi mua gà à? Mang tải đi làm gì? Để bắt gà thôi. Chú đi mua gà. Tải đi bắt thịt gà. Mua bao nhiêu con? Mua 20 con nữa. 20 con nữa? Làm gì? Chị gửi chú cầm hộ không lại rơi mất. Hả? Sợ rơi đây còn 2 triệu rưỡi gửi chú cầm hộ. Gửi cầm hộ tiền đó. Bao tiền? 2 triệu rưỡi. Đếm này, bao tiền? Thành nghịch nước biển con. 2 triệu rưỡi. Mấy tờ? Ôi, đổ xe thằng này. 4 tờ. Tổng mấy tờ? 4 tờ thì có 2 triệu rồi. Đây, 2 triệu rưỡi mà. Mấy tờ? 4 hay 5? 5 tờ. 5 hay 4? 5. Đâu? Cầm này. 1 2 3 4 5. 2 triệu rưỡi. Thế là chính xác là nhận được bao tiền từ chương trình? 2 triệu 8. Đây là nhận thêm đúng không? Trước là họ đã trao cho. Trước là được bao nhiêu tiền nhỉ? Hơn 5 triệu. Lần 1 đi. Lần 1 là 5 triệu rưỡi. Thế à? Lần 2 này là được 2 triệu 8. 1 là rủ mua gà. 2 là gửi cầm hộ tiền. Mang mũ bảo hiểm đi bắt gà. Thành mặc thì có lạnh không? Con mặc áo len trong chú ạ. Áo len trong á? Vâng. Đi vào nhà đấy. Cầm lấy tiền đi vào nhà đó. Đã phân trống rồi. Đi. Cánh cò đội bên sông. Ai anh cầm vào đó. Đây là gái con đây. Thành ngồi xuống. Hai mẹ con diễn viên điện tử. Thế là xuống gửi tiền. Dụ đi mua gà. Mặc thế ấm chưa? Ấm. Một tay nhá. Đủ ấm rồi gì? Ngoài lạnh đấy. Bò bê chăn chưa? Bò bê chăn rồi. Cám cho ăn chưa? Quả nọ về ăn ngọt không? Quả nọ về ăn được. Hả? Ngọt.
Ngọt à? Ừ. Cái phần tay đấy. Bưởi nó xoăn lắm rồi đấy, ngọt lắm rồi đấy. Một tay nhá. Thanh vào đây ngồi. Cho nó vào đây ngồi. Kiểm tra mặt mũi rồi này ngon nghẹo. À. Kéo kín cái áo lên. Quay đây. Quay hẳn đây. À. Phản Arsenal à? À. Quay đây, quay đây, quay đây. Ngon nghẻ nhờ. Đó là mẹ không đánh nữa đâu đúng không? Ừ. Con cũng ngoan rồi đúng không? Không bị mẹ tận nữa. Ừ. Tiếp tục phát huy nhá. À. Học thật giỏi. Thế thi hết các môn chưa? Quay đây nói chuyện. Quay đây. Thi xong hết rồi thì ừ. Báo hết điểm chưa? Chưa. Chưa báo hết điểm à? Báo được điểm những môn gì rồi? Con báo quay vào đây, quay mới quay này. Báo tiếng Anh. Đây ngồi hẳn, quay hẳn đây. Đấy, tiếng Anh là một này. Vâng. À, tiếng Anh mấy điểm? Tiếng Anh được 4 điểm. 4 điểm à? Vâng. Môn gì nữa? Môn tin. Hả? Tin học à? Vâng. Mấy điểm? Hôm đấy con chưa làm đề thi. Làm rồi nhưng mà chưa chấm điểm. Vâng. Chưa biết điểm. Vâng. Ừ. Có bảo môn gì báo điểm nữa không? Mỗi môn tiếng Anh cô báo rồi. Các môn khác chưa báo gì? Vâng. Thế các môn còn lại có làm được không? Các môn còn lại con làm được. Làm được à? Vâng. Ừ. Thế thuộc bảng kiểu trương chưa? Hả? Chưa thuộc à? Thuộc cái bảng mấy rồi? Hả? Thuộc cái bảng 2 à? Ừ, ăn đi. Bóc. Bóc ăn đi. Cậy nhá, cậy múi nhá. Cầm đi, đừng để vào đấy. Kia đi, 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 mẹ cậy cho. Đấy, đấy, đấy. Ừ, để mẹ cậy cho. Được rồi, đấy, ăn đi. À. Ừ. Mai đi học phụ huynh à? Ừ. Ừ. Ăn đi, mở gái ăn đi. Chú, mời các bác, mời chú ý ăn. Ừ. Quả áo mới mua này là ai giúp cho mà ấm đấy? Áo này. Hả? Áo này của cháu. Ai? Của cháu. Cháu nào? Cái Thanh. Thanh cho. Ừ. Cháu nâu chưa? Cháu nâu rồi. Thế à? Hai mẹ con chị gái về bây giờ nhá. Bà gái ạ. À, chị biết cái nhà em cái mấy tải gì kia không? Biết. Biết tải gì không? Ngô. Ngô đấy. Để chân gà đấy. Nên là bây giờ chị về xem cái chỗ vườn nhà chị ấy. Một là chỗ cỏ, hai là chỗ vườn cây ấy, ba là vườn bên ấy. Mua lấy một cân ngô, ngô đỏ ấy, rang nó vào, xong bón phân nó thứ được hết. Ngô cái to đành luôn. Lấy cái mà chăn về sau này. Không xong là mua ngô là không có tiền đâu. Một bao ngô bao tiền. Đây em trồng ít để em chăn gà. Gà ăn thoải mái luôn, bao nhiêu gà. Ừ. Nhá. Ngon không con? Hả? Ngon à? Ừ. Ăn đi.
Thằng này thực sự rất đáng thương lắm. Nó đáng thương. Sinh ra trong cái hoàn cảnh khó khăn vất vả, không được dạy dỗ nơi đến chốn, thiếu thốn cái tình cảm của cha. Mẹ thì không biết, có kiến thức để dạy. Em bảo nhá, bây giờ như này này. Một là gà ấy. Gà thì em về em nghĩ lại rồi, về tính lại cho chị rồi. Bây giờ thì tổng cả ba cái đàn của chị, ba lần mua ấy, thì nó cũng rơi vào khoảng là 70 con rồi. Nhá. Thì nó cũng là khá là nhiều rồi. Đấy. Nếu như mùa hè ấy, thì không nói làm gì. Nhưng mà mùa đông hiện tại bây giờ thì thời tiết nó lạnh. Đấy. Đặc biệt là mấy ngày hôm nay thì gió mùa đang về nhiều hơn, lạnh hơn. Mà gà con thì nó cái sức đề kháng nó yếu. Nhá. Đấy, cho nên là không mua nữa. Chị chăn 70 con này, tập trung chăn vào nó thật tốt thì nó đã đủ kín vườn rồi chị rồi. Đấy. Sau đó chị chăn xong chị bán dần dần đi là cũng được nhiều tiền rồi. Đấy, như cô Toán, cô ấy một đàn cô ấy bán thôi mà cô cũng được mười mấy triệu. Một đàn cũng gần 50 con. Đây chị là 70 con là hơn đấy rồi, gần gấp đôi rồi. Đấy. Nhá. À, nên là tập trung vào chăn đã. Chăn nó to thì nó to thì mình được bán thì mình lại mua tiếp theo, đàn tiếp theo mình gối vào. Đấy. Rõ chưa? Ừ. Và vậy gà ấy là phải rác chấu. Nhá. Lấy bóng điện dòng nó ngoài đấy. Được chưa? Dòng đấy để sưởi ấm cho nó. Nó ấm, cái gần gần bé bé ấy. Tối nó đều phải chuyển hết vào. Nhá. Nó lạnh mấy con gì nó ra nó bắt nó không được. Cám cứ cho nó ăn đã ở đấy đi. Cứ cho nó ăn full thời gian luôn đi. Đấy. Được chưa? Như nhà người ta thắp điện luôn ở chuồng, người ta cho cám ăn suốt ngày đêm luôn. Nước nội như thế. Nhá. Ừ. Còn về tiền của chị ấy, tiền của chị là được giúp chương trình gửi tặng 2,8 đúng không? Mua gà hết 200 đúng không? 100 là chắc là mua thức ăn. Thức ăn đúng không? Ừ. Thế còn 2,5 triệu này ấy, thì chị là muốn gửi em cầm giúp nó đỡ rơi gì. Thực ra thì là cũng được thôi. Đấy, nhưng mà em nghĩ thì theo em ấy thì là chị cứ giữ lại nhá. Bởi vì đây là tiền của chị. Chị về chị cất ở nhà hay là chị gửi ai anh em nhà chị nhá. Đấy, gửi ai mà chắc chắn thì gửi. Đấy, hoặc là cất ở nhà khóa vào kín, được chưa? Có là chặt đi đâu đóng cửa kín là không vấn đề gì, được chưa? Đấy, còn đi đâu ấy, đừng có mang nhiều tiền đi như này nhá. Đấy, hôm nay ý định đi gửi nên là mang xuống để gửi đúng không? Hôm sau là không mang đi nhá, mang một ít để mình mua thì mình mua thôi, được chưa? Và một cái nữa là chi tiêu phải tiết kiệm, bởi vì là chị biết là 2,8 triệu này ấy, để mà đối với bản thân của hai mẹ con thì chị làm ra ấy, thì nó rất là khó khăn, đúng không? Phải mất rất nhiều ngày. Đấy, nhiều tháng mới kiếm được từ lấy tiền. Ở đây là chương trình họ giúp đỡ cho mình có cái kế sinh nhai để mình vươn lên mình làm ăn. Đấy, thì mình tiêu và mình chi, mình sử dụng làm sao cho nó hợp lý, tiết kiệm nhá. Đấy, mình không chỉ là cái lúc này mình có, mà mình phải phòng những cái lúc mà mình ốm đau bệnh tật nữa. Ví dụ như con nó ốm này, nó sốt này, là phải đưa nó đi mua thuốc này, đúng không? Hay bản thân của chị mà ốm đau như trước ấy, có tiền thì đi viện chứ, đúng không? Đấy, nên là cái tài sản này thì chị giữ lấy, được chưa? Cần cái là mình dùng ngay. Ví dụ chị gửi em, nhiều khi là em đang đi dạy hay em đi bản mà chị cần gấp thì lại không có,
đúng không? Đấy, thật ra thì chị gửi em thì cũng là một cái ý là cũng được. Đấy, vì tin tưởng đúng không? Đấy, nhưng mà em tính thì cũng nhiều khi mà em đi dạy điện thoại không nghe được, đang có tiết thì không nghe được rồi. Cái thứ hai là đang đi bạn thì sóng không có, không về ngay được. Mà ví dụ chỉ cần có việc cần tiền gấp mà không xoay sở, không vay ai được, không lấy đâu được thì rất khó nhá. Nên là giữ lấy. Được chưa? Về mua 5 cân ngô. Được chưa? Xong rồi trồng vào. Nghe rõ chưa? Trồng vào dọc cái đoạn cỏ ấy, được hết. Được chưa? Xen lẫn vào đấy. Người ta trồng bên kia cỏ gắt ngô lên, cả cái chỗ vườn cây của chị dẫy đi, dấp ngô ấy được hết. Được chưa? Dọc bên cái chỗ vườn rau, cái chỗ chuối nhà bà ấy, bìa nó cây nó thoáng hết rồi, dẫy đi, đặt cái ngô xuống, trồng xuống. Được chưa? Lên ngay, mưa ẩm này lên hết. Đấy là ra Tết là chị có ngô ngay. Ẩm càng lên. Được chưa? Đấy, càng nhanh lên. Trời này nó không phải như kiểu là mưa rào, như kiểu là mùa hè mà sợ nó thối ngô, không một thối được trời này. Nó chỉ mưa một hai hôm mà nó lại chuyển năng ấy ngay, chuyển năng hanh ngay, là nó không có mưa nhiều đâu. Mùa đông hiện tại về mưa đang do ảnh hưởng của gió đông, mùa đông lạnh đông bắc về, gió mùa lạnh nó đẩy về nhiều thì là nó mưa, nhưng mưa vài hôm cùng lắm vài hôm là hết, là trời lại tạnh ngay. Được chưa? Đấy. Nhưng một cái nhớ là phải dòng điện cho gà thắp sáng, cho nhiều chấu nước lôi cám mã cho thường xuyên, ăn phun thời gian. Được chưa? Con là phải chú ý nó. Con nó không mặc ấm, nhắc nó mặc ấm. Được chưa? Đấy. Tối là tắm, là dặn mẹ có đun nước cho con tắm không? Đun nước nha. Như hôm nọ dội một cái gáo nước lạnh vào người như thế là bệnh tật là hỏng ngay đấy nhá. Được chưa? Ngọt không Thành? Ngọt cái gì? Hả? Chị cầm cái gì? Tiền á? Tiền gì nữa? Đây là tiền đây. Vẫn 2 triệu rưỡi này á? Vừa bảo đây đưa làm gì nữa? Sợ rơi. Hả? Sợ rơi. Này cầm đấy. Tỏ ra đủ 5 tỏ hay là lại thiếu? Đây. Đâu? 1 triệu. Rơi cao này. Hai triệu rưỡi cất vào túi. Vừa nói như nãy rồi không hiểu à? Em cầm hộ chị cũng được thôi, nhưng em vừa giải thích là bây giờ cái này tài sản để chị giữ lấy nhá. Bởi vì là em, một là em phải đi bận dạy, hai là đang đi bản và xa, là ví dụ chị có việc gấp chị cần dùng là em không thể đưa cho chị ngay được, hiểu chưa? Nên là về là gửi ai đó, người thân trong gia đình mình gần nhà, hiểu chưa? Hai là cất, có thể cất trong nhà, khóa kia cẩn thận, vào đi đâu khóa cửa vào là ok, hiểu chưa nhá? Nói thế không hiểu, hiểu chưa? Ăn đi, thằng này ăn thoải mái đi. Ngọt à? Ngon quá à? Chị ăn đi con. Lo chưa? Bóc cho mẹ ăn muối. Nhà mày ngại sao? Không phải ngại nhà mình. Ăn đi. Ăn nữa. Thầy bác cho Thành nhé. Có ăn nữa không? Không. Mắt mày đi. Tiệt bô đi. Đấy, dạo này là tay chân là ngon nghẹ, mặt mũi không có sẹo nữa rồi. Chú Hiền mà không vào thì chắc là mày tầm này lại phun sẹo vào mặt. Đấy. Dạo này là đã thấy chấm. À, ăn nốt này đi. Ăn nốt. Nốt mũi.
chấm dứt được cái tình trạng mẹ nó quánh nó. Dạ lại nhìn béo vậy. Hả? Dạ lại nhìn nó béo vậy. Ờ, béo ngô nghịch ngay. Béo trắng. Mặt mũi đẹp trai không có sẹo. Thế em hỏi thật nhé. Chứ có ai người ta xui chị cắn nó mà chị lại cắn nó? Không, chị cáo đấy. Cáo đấy. Cáo đấy chị mua chai chị cắn. Ủa, mày ăn bắn hết mặt chú. Cáo đấy chị mua chai chứ sao? Cáo này nữa. Ừ. À. Kiểu cái đầu của chị nó kiểu căng quá đúng không? Thai không làm. Đầu óc của chị nó căng quá đúng không? Nó kiểu nuôi tăng động lên đúng không? À. Bà gái này đi khám là trong cái tờ phiếu là người ta cũng ghi là bị tăng động. Bệnh tăng động. Đẻ ra thằng này, sinh thằng này cũng bị theo. Nên là các bác theo dõi video thì các bác cũng thông cảm cho hai mẹ con. Thực sự là đầu óc thì không được như bình thường. Nếu như bình thường thì không ai nói làm gì. Đấy, tiền bà kia có túi, bà có túi khóa không? Thế bà phải đút cất kiểu gì chứ, rơi đấy rơi chết. Đút sâu không, cái túi quần nó sâu sâu không? Tí về cất ngay nhá. Rồi là chết đấy. Được chưa? Bệnh biết khổ. Bây giờ con có thấy tăng động nữa không? Đỡ rồi đúng không? Có đôi lúc con có thấy nó tự nhiên khùng người lên không? Không khùng đâu gì. Trước là con hay bị thế à? Đâu quay đây nói chuyện. Trước là con bị như nào? Con bệnh chéo lưng. Nhìn thẳng máy quay này, ngồi ở đây. Kiểu là gì? Tăng động đi chiêu chó. Tăng động là đi cái chiêu chó cơ. Ui dồi. Chiêu chó đập phá đồ đúng không? Vâng. Chứ giờ có làm thế không? Con không. Có chiêu chó nó không? Con không. Chiêu chó là nó cắn cho nó bị đi tiêm đấy. Tiêm dại ấy, hiểu chưa? Chiêu chó nó đuổi tận về nhà. Tận về nhà của? Đấy, bây giờ bỏ ngay nhá. Có đập phá TV nữa không? Con không. Thay đổi chưa? Giờ chưa. Thấy hối hận chưa? Chưa. Biết lỗi chưa? Rồi chưa. Biết sai rồi thì. Giờ các chị xui con không đi chơi. Thay đổi. Thấy chú giúp cho có thay đổi không? Quá chú. Quý chú không? Con có. Giờ này nghe lời mẹ rồi thì. Vâng. Thế là trong khoảng một tuần ở đây mẹ có đánh một bữa nào? Không chú ạ. Không đánh bữa nào nữa à? Vâng. Để ngoan hết rồi. Vâng. Nghe được. Tốt nhé. Tiếp tục phát huy hiểu chưa? Phải học thật giỏi nhá. Sau kiếm nhiều tiền rõ chưa? Làm nhà đẹp rõ chưa? Cho mẹ ở, cho vợ cho con ở rõ chưa? Đi giúp đỡ mọi người rõ chưa? Theo cái ước mơ của con ấy. Ước mơ của con là muốn làm gì? Con nói lại nào. Con ước mơ con làm YouTube. Làm YouTube giống chú đúng không? Giúp đỡ hộ nghèo đúng không? Có làm giáo viên không? Con có. Thích làm giáo viên. Làm YouTube giống chú. Có thần tượng à? Lấy chú làm hình mẫu à? Con giáo viên là con học giỏi vào. Bây giờ trước hết là bây giờ phải thuộc bản chủ trương đi. Hôm sau học sinh hỏi thầy Thành ơi, bản chủ trương đọc thuộc không thầy không nhớ rồi chết. Đúng không? Học sinh hỏi thầy cộng trừ nhân chia thầy không biết cộng chết. Nào bây giờ ví dụ đây là học sinh. Học sinh hỏi thầy nhá. Nào học sinh hỏi ví dụ hỏi 2 cộng 2 bằng mấy? Học sinh hỏi đi. 2 cộng 2 bằng mấy? Bằng 4. À bằng 4. Thế học sinh lại hỏi là 4 cộng 4 bằng mấy? 4 cộng 4 bằng mấy? 4 cộng 4 bằng mấy? Bằng 5 á? 4 cộng 4 bằng mấy? 4 nữa mà. Hả? Mấy? Nhìn là bằng mấy quay á? Nhìn mấy quay? Nhìn bằng mấy? Bằng mấy? Ôi. Con hỏi học sinh này, xem học sinh này biết.
bằng mấy bằng cái? Bằng 6. 4 cộng 4 bằng 6. À, đấy, các bác thấy không? Không có kiến thức thì không dạy con được, rất là khổ như thế. Giơ 4 ngón tay nha. 4 ngón này. Bên này 4 ngón. Đếm cho bao nhiêu ngón? Đây. 1 2 3 4 5 chứ bằng mấy? 4 cộng 4 bằng mấy? Nhớ chưa? Thế mà kêu bằng 5 lại bằng 6. Này, thầy này chết. 5 x 5 bằng bao nhiêu? 5 x 5. Ừ. À được, đấy. Thầy mà thuộc thế là học sinh hỏi cái là thầy tự tin ngay, đúng không? Ừ. 6 x 5 bằng bao nhiêu? 6 x 5. Ừ. 6 x 5. Nào. 6 x 5 bao nhiêu? 10. 6 x 5 mà. 6 x 5 hả? Con mới đang học về đấy à? Ừ. Thế thuộc cái bảng mấy? Con chỉ thuộc đến 2, 3 thôi. 2, 3 rồi. Chết, thế này không được nhá. Bây giờ mới thuộc khoảng 2, 3 là không được, được chưa? Thế chú kiểm tra luôn bảng 3 nhá. 7 x 3 bao nhiêu? 7 x 3. Ừ. Nhậm đi. Mình nhậm luôn đi xem nào. Chết thế này. À, xin chào các bác nha. À, 7 x 3 bao nhiêu? Nói thành. Bao nhiêu? Hả? À. Bao nhiêu nói luôn? Đi mới quay. Có đọc từ bảng 3 nè, từ đầu nè. To lên. 3 x 2 là 6. 3 x 3 là 7. To lên. 3 x 4 bao nhiêu? Hả? Hả? Lại nhầm đã. Quên. Lại đang quên à? Quên. Thế bảng 2 thuộc cái đâu đọc bảng 2 này? Nhìn máy quay. 2 x 1 = 2. To lên. 2 x 6 = 12 2 x 7 = 14 2 x 8 = 16 2 x 9 = 18 2 x 20. Ừ, bảng 2 thì thuộc đúng không? Bảng 3 thì đang đọc tự nhiên lại quên đúng không? Wow. Trước đây con đọc thuộc rồi đúng không? Wow. Nhưng mà bây giờ tự nhiên lại quên. Wow. À, do các bác đầu óc như các bác theo dõi các video cũng biết là nó không được như bình thường nên là nó lúc nhớ lúc quên, cả bà gái thế. Nên là vừa các bác xem vừa giải thích là mang tiền về gửi hay là cất ở nhà lại gửi tiếp đấy, đấy là các bác cũng thấy được là không đúng như bình thường đấy. Rất là khổ, chịu học nhá. Ừ. Lấy nhiều điểm 9-10 vào đúng chưa, thế thì mới được. Ừ. Đấy. Ăn quả nữa không? Hả? Có á? Rồi thì ăn đi. Vừa lo thì lại hết lo rồi. Ừ, nghe ăn tiếp, ăn được tiếp à? Thế này ăn đi. Bóc nó ăn. Chén đi. Chén luôn đi. Rồi. Hai mẹ con. Ôi trời ơi. Nên khổ. Con có nhớ ba của con không? Con có biết được mặt ba của con là ai không? Không biết mặt A là ai. Con có muốn một ngày con được gặp ba của con không?
Có. Thế bây giờ con mà gặp ba của con thì con sẽ nói với ba con là câu đầu tiên là câu gì? Nào quay đây, quay đây. Nào ngồi thẳng vào đây, ngồi thẳng đây. Bây giờ còn nếu con gặp bố của con ấy, thì con sẽ nói với bố con câu đầu tiên là câu gì? Bố ơi, bố bỏ nghiện đi. Hả? Bố ơi, bố đừng nghiện nữa. À, bố ơi, bố bỏ nghiện đi. Bà. Bố ơi, bố đừng nghiện nữa. À, gì nữa? Nếu mà bố nghiện này thì con muốn nghiện con như con bố nữa. Như nào? Bố mà nghiện như này nữa thì con với mẹ con làm sao? Không yêu thương bố. Không yêu thương bố nữa à? Ừ. Thế bây giờ là con có yêu thương không? Con biết khi làm bố con nghiện thì con cũng yêu. À, có nghĩa là trước đấy thì con rất là yêu thương bố con. Mặc dù là con chưa được gặp mặt, chưa từng biết bố con là ai đấy, nhưng mà con vẫn dành một cái tình cảm rất đặc biệt cho bố của con. Đúng không? Đấy, luôn luôn là nghĩ là một người thần tượng của mình, trong trái tim của mình, đúng không? Đấy. Nhưng mà sau đó thì biết được mẹ kể là bố bị nghiện, đúng không? Là con không yêu thương nữa. Thế tại sao con lại không yêu thương? À, bố nghiện là bố đánh mẹ con. À, thì sao nữa? À, bố đuổi mẹ con đi à? Ừ, gì nữa? Hả? Bảo mẹ là mày cút đi đúng không? Mẹ kể cho con à? À, như nào nữa? Đấy, quay đây. Mày ở đây mày phá phách nhà tao á? À? Như nào nữa? Như nào nữa? Mày đừng ở đây tao ghét. Mày đừng ở đây tao ghét à? Ừ. Như nào nữa? Chỉ thế thôi. Thế thôi à? À. Thế con biết nghiện nó là nó bị như nào không? Nó tác hại như nào không? Tác hại về Con được học về nghiện chưa? Con học về sửa chữa. Học rồi à? Cái nghiện nó là cái gì? Sẽ bị lạnh. Hả? Chích vào thì sẽ bị lạnh. Chích vào sẽ bị lạnh à? Vâng. Như nào nữa? Tạt thuốc lá điện tử. Cả thuốc lá điện tử à? Vâng. Như nào nữa? Gây cho tim mình. Hả? Gây cho gây thần kinh của mình. Gây thần kinh của mình à? Vâng. Như nào nữa? Để mình không hút thuốc nữa thì mình không chích nữa, mình ra uống thuốc cộng đồng. Ừ, uống thuốc cộng đồng à? Vâng. Như nào nữa? Để mình bỏ nghiện. Ừ. Thế là con biết là bố bị thế là con không yêu thương nữa. Vâng. Ừ. Nên con gặp bố là câu đầu tiên mà con khuyên bố là bố nên bỏ đi, đúng không? Vâng. Ừ. Thế bây giờ chị gái mà lần đầu tiên bây giờ mà chị nếu bây giờ mà chị gặp lại chồng của chị thì chị sẽ nói với chồng chị câu gì đầu tiên? Anh nào, con ngồi để nói. Quay đây. À, cũng anh bỏ nghiện đi. À, nếu anh bỏ nghiện mà anh ấy muốn quay lại với chị thì chị có quay lại không? Không. Không quay lại à? Vì sao? Hả? Bỏ nhau rồi à? À, thế à? Có còn tình cảm không? Không còn tình cảm à? Bây giờ chú bảo với Thành như này nhá. Con thì con mới đang là nghe mẹ kể đấy thôi. Nhưng mà con vẫn chưa biết được cái tác hại của cái nghiện đâu nhá. Bây giờ chú nói luôn cho con để con phòng tránh. Đấy, lứa tuổi của con mà đặc biệt cái trường hợp của con là cũng rất dễ là bị các bạn xấu người ta rủ rô hay là rủ dê hay là những người mà người ta không tốt. Người ta rủ dê con là vào cái con đường tệ nạn là rất là nguy hiểm. Nhá. Đấy, thứ nhất là cái việc nghiện hút này ấy, nó gây ra một cái hệ lụy vô cùng lớn cho bản thân, cho gia đình và xã hội nhá. Đấy, bắt đầu từ cái việc một là hút thuốc bình thường ấy hoặc thuốc điện tử, cái đó đã cực kỳ nguy hiểm rồi nhá, chưa nói đến việc nghiện. Đấy, cho nên đầu tiên là cái thuốc lá là con không được hút đã, được chưa? Cực kỳ là sau này nó hại viêm, nó hại phổi, hại sức khỏe của mình nhá. Không được hút thuốc những cái việc đó. Sau đấy thì là từ cái việc mà những người hút thuốc như vậy thì là họ cho cái thuốc viện vào trong đấy là hút là dễ bị nghiện
Đúng chưa? Ban đầu nó hút thuốc lá nhưng họ đầu độc cho là bị nghiện ngay. Đúng chưa? Cho nên là tuyệt đối không được hút thuốc. Đúng chưa? Đấy, sợ chưa? Ai mà rủ thử ma túy thì là cấm chỉ, không thử được một lần. Đúng chưa? Đấy. Nhớ nhá. Nguy hiểm lắm. Và đặc biệt một cái là khi mà nghiện hút mà tiêm chích là bị dùng chung sao anh là bị nhiễm HIV. Bệnh thì không có thuốc chữa, hiểu chưa? Cực nguy hiểm. Đấy. Là nó sẽ bị lây bệnh cho con, cho vợ, cho con cái, hiểu chưa? Khổ lắm nhá. Nếu con hình dung là khi mà bị nghiện ấy là mình bắt buộc phải có, phải, nó nghiện mà. Đấy nên là cái đầu óc mình lúc nào mình cũng nghĩ đến cái thuốc nghiện. Hiểu chưa? Đấy, lúc ban đầu mình có tiền thì không sao. Nhưng mình không có tiền thì mình đi ăn trộm, ăn cắp của người ta để về hút, hút chích. Đấy. Người ta bắt được đánh đập cho, hiểu chưa? Đấy, hai nữa là nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Nhá. Đấy, mình bị yếu đi, mình không được khỏe. Hiểu chưa? Đầu mình không minh mẫn. Đấy, có những cái người mà người ta nghiện, người ta ngáo đá, người ta trèo đỉnh cột điện đấy, con biết không? Đấy, nên là nó không làm chủ cái thần kinh. Đặc biệt với những người như con bị tăng động sẵn thì nó cực kỳ nguy hiểm. Nhá. Đấy, hút chích là nó sốc thuốc nữa là chết luôn. Nhiều người rất trẻ đã bị tùa rồi. Hiểu chưa? Nên là sợ lắm. Nhá. Tránh xa. Hiểu chưa? Ai rủ hút thuốc là tớ không hút. Hiểu chưa? Thôi được rồi, cái đấy không kể nhá. Chú biết rồi, bây giờ là ai mà hút là tớ không hút. Thuốc lá, tôi nay tự không hút. Được chưa? Thử cái thuốc gì không được thử. Được chưa? Con đang đi học từ quán ăn rồi. Có một chị bảo hút thuốc lá không? Con bảo em không hút. Thế à? Cấm chỉ, được chưa? May mà hút rồi chú tạm biệt luôn, bye bye luôn. Không bao giờ gặp ạ. Chú là từ bé đến lớn là tự hào mà chưa một lần nào chú động vào điếu thuốc lá. Hay bất kỳ một thuốc gì chưa bao giờ. Hiểu chưa? Đấy. Thế là chú dạy cho là phải tiếp thu, được chưa? Mẹ con thì không có kiến thức để dạy, nhưng mà chú phải có kiến thức, chú sẽ dạy cho con. Đấy, nhưng mà dạy thì phải ghi nhớ và để thay đổi, tiếp thu, được chưa? Cố gắng học hành mà là người có ích cho đất nước, được chưa? Bây giờ nhá, như em nói đấy, gà thì mua thế thôi, về tập trung chăn nuôi, ít đến mua ngô về mà trồng, nhá. Tiền thì cầm đấy để về. Về mà lo công việc gia đình nhá, cất giữ cẩn thận, được chưa? Đấy, hôm nào em lại vào em kiểm tra xem mà rau riếc như nào, gà qué ra sao, ngô nghê trồng như nào, được chưa? Đấy. Thành những ngoan ngoãn, được chưa? Cuối cùng thì thôi, bây giờ Hoàng Hiền cũng kết thúc cái video của mình ở đây và xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền nhé. Xin chào tất cả các bác. Con chào bác. Chào các bác. Nói chưa?